Kính chào quý vị khán thính giả Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay trong đề tài câu chuyện thời sự và chính trị tại Hoa Kỳ, chúng tôi mời ông Đỗ Quang Tỏa, một chuyên viên về vấn đề chính trị và thời sự đến để thừa chuyện cùng với quý vị. Chúng tôi xin được kính mời ông Đỗ Quang Tỏa gửi lời chào đến quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình hội luận hôm nay thực hiện từ thủ đô Washington DC. Kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV và cũng xin được kính chào anh Thảo một lần nữa. Dạ. Cảm ơn vì thời giờ của anh dành cho chương trình hôm nay của chúng tôi. Và trước khi bắt đầu câu chuyện, xin phép được giới thiệu vài nét về vị diễn giả. Kính thưa quý vị, Đỗ Quang Tỏa là quan chức Việt Nam Cộng Hòa. Ông tốt nghiệp Ban Khoa học Hành chánh Học viện Quốc gia Hành chánh Việt Nam Cộng Hòa, nhiệm sở cuối cùng là Rạch Giá. Sau tháng Tư đen của năm 1975, ông đã trải qua nhiều năm tù lao động khổ sai. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1980, ông thường xuyên tham gia các công tác cộng đồng, được tặng thưởng nhiều giải thưởng cấp liên bang, cấp tiểu bang và quận Fairfax cho các công tác phát triển cộng đồng và kinh tế tài chánh. Hiện nay ông là giám đốc công ty BDAG, một công ty tư vấn về phát triển thương mại, có văn phòng đặt tại hai quận Fairfax và Arlington, Virginia. Kính thưa quý vị, kính thưa anh Tỏa, mở đầu câu chuyện thời sự hôm nay, xin anh vui lòng cho biết về tiến trình bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tổ chức vào năm 2016 để quý đồng hương, những cử tri người Mỹ gốc Việt tiện theo dõi, như là các vấn đề cử tri đoàn, đại hội đảng Dân Chủ đảng Cộng Hòa và lựa chọn chính sách tranh cử như thế nào, thưa anh? Thưa anh Thảo và thưa quý vị, tôi xin được mạn phép nhắc lại vài cái điểm chính trong cái tiến trình bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ để quý đồng hương có thể hiểu rõ hơn và có thể nhận thức được cái vai trò có thể làm được của mình. Thì đầu tiên hết á, là như anh Thảo đã biết là cái bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ chúng ta không bầu cử trực tiếp mà chúng ta bầu cử và sau đó cái cử tri đoàn nó sẽ bầu lựa chọn Tổng thống. Thì hiện thời đó là chúng ta có cả thầy là 538 cử tri đoàn. Do đó cái con số kêu là magic number đó là ứng cử viên nào mà được 270 phiếu của cử tri đoàn thì sẽ thắng cử Tổng thống. Và do đó là con số 270 là con số. Và cử tri đoàn nó lựa chọn là do các tiểu bang đưa lên. Và mỗi tiểu bang, thôi thì ví dụ như là tiểu bang Virginia, chúng ta có 11 vị dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ và 2 vị thượng nghị sĩ. Do đó chúng ta, Virginia chúng ta có 13 cử tri đoàn. Đó là một người mà cũng sẽ ra tranh cử và sẽ được lựa chọn trong cái tiến trình bầu cử. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa đó là muốn tham gia trực tiếp vào tiến trình bầu cử Hoa Kỳ đó thì chúng ta thấy là mỗi tiểu bang và mỗi thường thường là mỗi một cái đơn vị Quốc hội Hoa Kỳ thì họ có một cái đại hội. Thì trong cái đại hội đó là họ lựa chọn những người đại diện ứng cử viên để đi dự cái đại hội đảng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2016. Và năm 2016 thì Đảng Cộng Hòa sẽ làm ở thành phố Cleveland, Ohio. Và Đảng Dân Chủ sẽ làm ở thành phố Philadelphia. Năm nay tôi thấy cái điểm đặc biệt là đều hai cái tiểu bang miền Bắc hết. Và thường thường đó là cái đảng cầm quyền đó thì phải làm sau. Do đó là Đảng Cộng Hòa sẽ có cái đại hội đảng trước và Đảng Dân Chủ có đại hội đảng sau. Và điểm mà chúng tôi xin nhắc lại nữa đó là tất cả những cái chính sách của ứng cử viên đều bắt đầu được đưa ra từ cái tiểu bang và đi đến cuối cùng hết đó là sẽ được chấp nhận tại cái đại hội đảng. Do đó nếu chúng ta muốn tham gia thì chúng ta càng tham gia ở cái giai đoạn càng đầu thì cái tiếng nói của chúng ta có thể càng đi xa hơn. Đó là những cái điểm chính yếu trong cái cuộc bầu cử. Thành thử là thấy hơn một năm nữa mới bầu cử, nhưng mà chúng ta cũng không có nhiều thì giờ để sửa soạn những công việc mà như tôi đã nói. Thưa anh vừa mới nói là còn hơn một năm nữa mới là tổ chức bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Thì với khoảng thời gian đó, theo anh, liệu có còn quá sớm để cộng đồng Việt Nam, tức là cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta chú ý, quan tâm hay là tham gia vào tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ không, thưa anh Tỏa? Dạ thưa, tôi thấy là chúng ta đã ở đây năm nay là năm thứ 40. Thì mọi năm chúng ta đều, nhất là các tổ chức cộng đồng đều nhắc nhở các đồng hương đi bầu cử. Tuy nhiên chúng ta thực sự cũng chưa có hẳn tham gia vào cái dòng chính của chính trị Hoa Kỳ. Tại vì đó là dòng chính là như anh đã thấy là bây giờ đó Đảng Dân Chủ thì có thể như đã có một ứng cử viên rồi. Đó là bà Hillary Clinton. Đảng Cộng Hòa bây giờ thì hơn 20 người muốn trở thành ứng cử viên. Thành thử cái sự tôi mong mỏi các tổ chức cộng đồng thì thường thường là
khó có thể nói là tôi là theo đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên tổ chức cộng đồng có thể khuyến khích đồng hương tham gia cuộc bầu cử, theo dõi các ứng cử viên, và quan trọng nhất là đã vô quốc tịch rồi đó thì chúng ta phải ghi tên làm thành cử tri. Thì cái ngày thường thường là một tháng trước cái cuộc bầu cử thì là cái cuộc ghi tên cử tri nó sẽ chấm dứt. Do đó nếu cuộc bầu cử vào ngày 8/11/2016 thì khoảng chừng 15/10/2016 là cái thời hạn chấm dứt ghi tên cử tri. Thì tôi thấy là cộng đồng nên bắt đầu từ bây giờ khuyến khích tất cả chúng ta là tham gia vô, chúng ta thích ứng cử viên nào, chúng ta hạp ứng cử viên nào thì chúng ta theo dõi, ủng hộ. Và đều tổ chức cộng đồng thì đều cần phải có cả hai bên. Tại vì một Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa sẽ thắng, chứ tôi thấy là cái đảng mà độc lập với lại đảng Libertarian đó, đảng xanh đó, thì khó có cơ hội thắng cái ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ. Theo như ý kiến vừa rồi anh vừa cho biết đó, thì một năm mấy trước mắt không phải là lâu đâu, cho đó là mình cộng đồng người Việt nên bắt đầu tham gia vào tiến trình. Xin anh vui lòng nhắc lại và có thể là giải thích thêm tham gia cách nào cho thiết thực anh ta. Dạ thưa vâng, tham gia thiết thực thứ nhất á, là chúng ta tham gia vào cái tiến trình lựa chọn ứng cử viên. Tại vì đó là nếu mà chúng ta đi ngay từ đầu thì cái tiếng nói của chúng ta đối với ứng cử viên rất là quan trọng. Đến bây giờ đó thì như tôi nói, đảng Dân Chủ thì có thể như là có một ứng cử viên rồi. Nhưng mà điều ứng cử viên này sẽ không được là chính thức cho đến khi ở đại hội đảng. Và cả đảng Cộng Hòa cũng vậy đó. Thì trong vòng chừng 5-6 tháng nữa chúng ta sẽ thấy một người nào đó trong đảng Cộng Hòa sẽ trở thành nổi bật hơn hết. Thì đó. Và muốn được như vậy đó thì đầu tiên hết là chúng ta tham gia vào cái tiến trình ở địa phương, tức là tham gia vào đoàn đại biểu để đi dự cái đại hội đảng ở tiểu bang trước. Và sau đó đó, đại hội đảng tiểu bang là lúc đó là chúng ta có thể đưa vào những cái chính sách rồi ở tiểu bang. Và đại hội tiểu bang sau đó sẽ đi lên đến cái đại hội toàn quốc. Và đại hội toàn quốc thì lúc đó đó là thường thông thường thì có khoảng chừng độ vài ngàn người đi tham dự cái đại hội đảng. Thì ngay cả lúc đó thì nếu mà chúng ta giả sử muốn đưa những cái vấn đề của cộng đồng mà chúng ta có thể đưa từ địa phương lên đến tiểu bang lên đến, như vậy thì chúng ta mới thực sự tham gia vào cái dòng chính trị Hoa Kỳ. Dạ. Thưa anh Tòa, chúng tôi cũng có được một số quý vị khán thính giả nói là khi nào có câu chuyện của ông Tòa thì xin đặt câu hỏi như thế này. Nếu nói về cá nhân của mỗi người đó, mình không tham gia vào tổ chức nào, thì cá nhân chúng ta phải hành xử ra sao để có thể thực hiện quyền công dân của mình một cách hữu hiệu qua lá phiếu dân chủ thưa anh? Dạ thưa vâng. Tại vì có chúng ta đã tự đi đến từ một cái quốc gia mà chúng ta có nhiều sự nghi ngờ, nghi vấn. Chúng ta đều suy nghĩ là làm chính trị đó là một chuyện xấu. Đó là, thành từ đó là vấn đề của những người chính trị gia. Nhưng mà tôi thấy đó là chúng ta đã được đến nước Hoa Kỳ và cái nền dân chủ của Hoa Kỳ là một nền dân chủ mẫu mực thế giới. Mặc dù bây giờ nó cũng đứng đi xuống dốc. Là tại vì anh thấy cái số người đi tham gia bầu cử cũng rất là ít. Nhất là những cuộc bầu cử sơ bộ. Cuộc bầu cử sơ bộ, tôi xin lấy ví dụ là thí dụ ở tiểu bang hay là ở cấp địa phương đó, bầu cử sơ bộ để lựa ứng cử viên đó, chỉ chừng vài trăm phiếu là thắng. Và trong khi cộng đồng chúng ta, nếu anh nhìn thấy đó, là điểm điển hình nhất là ở Cali, chúng ta đã có rất nhiều ứng cử viên đã được thành công đi vô ở trong cấp quận hoặc là cấp tiểu bang. Đó, thành thực chúng ta không cần phải tham gia đảng phái chính trị hay là một tổ chức nào. Chúng ta, nhưng mà nếu mà chúng ta đi bầu ở những bầu cử sơ bộ và nếu có thể dư giả tài chánh đóng góp chút đỉnh cho những cái ứng cử viên nào mà chúng ta muốn, thì đó là một hình thức. Họ khi ứng cử viên họ nhìn cái danh sách đóng góp, họ thấy có những cái last name là Trần Nguyễn Lê Lý thì tự nhiên là họ có cảm tình với cộng đồng. Thì khi chúng ta cần họ làm cái gì đó thì họ suy nghĩ, họ nhớ lại. Thành thử tôi thấy là mình nên cần đóng góp ngay từ lúc càng lúc đầu. Một 100 đồng mà anh đóng cái lúc mà bầu cử sơ bộ, nó có thể giá trị bằng 1.000 hay 10.000 lúc họ đã trở thành ứng cử viên chính thức. Dạ thưa anh, còn nếu mà muốn có một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong tập thể cử tri người gốc Việt, mà lần trước khi lên truyền hình thưa chuyện anh cũng có nói vào khoảng trên dưới 2 triệu người, thì làm cách nào thưa anh Tỏa để mà tiếng nói của mình được lắng nghe? Dạ thưa cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 có thể quyết định ở vài tiểu bang thôi. Chúng ta có cái điểm thuận lợi và cũng là bất lợi chúng ta là chúng ta dân số chúng ta ở tiểu bang Cali và Texas rất là đông, đông nhất.
Tuy nhiên Cali đó thì là đảng Dân Chủ là hầu như là đã thắng rồi. Và cái năm 2016 cũng không có thay đổi. Đảng Cộng Hòa thì chắc chắn sẽ thắng ở Texas rồi, không thay đổi thành thường. Cái tiếng nói của chúng ta ở hai tiểu bang đó, nó dù là mạnh mẽ nhưng mà nó không hữu hiệu bằng những cái tiểu bang khác. Chúng tôi lấy ví dụ là tiểu bang Virginia, tiểu bang Pennsylvania, tiểu bang Ohio. Nếu mà một ứng cử viên nào đó mà thắng cả ba tiểu bang đó, thì cái cơ hội thắng hết nước Mỹ là rất là cao. Do đó nếu chúng ta biết sử dụng những lá phiếu ở những tiểu bang mà chúng tôi gọi là swing state, tiểu bang có thể thay đổi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa đó là chúng ta phải có tổ chức. Tại vì cá nhân nó thì nó không có đủ sức, chúng ta phải có tổ chức. Và điểm cuối cùng nữa đó là ngoài vấn đề tham gia thì tôi thấy là chúng ta phải biết chúng ta muốn cái gì. Nếu mà chúng ta có một cộng đồng, chúng ta mà có một tiếng nói chính thức nói chúng tôi nhất định muốn là về vấn đề nội bộ ở nước Mỹ chúng tôi muốn gì, và về vấn đề đối với chính sách ngoại giao Việt Nam chúng tôi muốn gì. Tại vì anh Thảo cũng thấy là chúng ta vấn đề giống như là TPP thì chúng ta có người chống, có người ủng hộ cũng rất là khó. Thưa Phật, xin phép anh Tỏa để tạm ngưng chương trình hội luận nơi đây và chúng ta sẽ trở lại trong phút chốc. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, câu chuyện giống Đỗ Quang Tỏa xin được tạm ngưng trong phút chốc để gửi đến quý vị các thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong ít giây nữa. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn anh Đỗ Quang Tỏa. Cảm ơn anh.